Chiều ngày 4 tháng 11, thôn Xuân Đồng, xã Tân Minh tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11. Đây là điểm đầu tiên của xã Tân Minh nói riêng, huyện Sóc Sơn nói chung tổ chức ngày hội đại đoàn kết. Tới dự có đồng chí Vương Viên Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sóc Sơn, lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã và các ban ngành đoàn thể các thôn trên địa bàn xã Tân Minh. Nhiều hoạt động diễn ra trong ngày hội nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Để tuyên truyền và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không ngừng mở rộng dân chủ, xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục khẳng định vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới nâng cao hiện nay. Trong đó có sự đóng góp tích cực của nhân dân thôn Xuân Đồng với trên 200 triệu đồng tiền quỹ các loại và đóng góp xây dựng tuyến đường nở hoa, an sinh xã hội, gắn biển số nhà, phục vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Thông qua các hoạt động cụ thể, đã có trên 500 hộ được công nhận gia đình văn hóa, chiếm trên 94%. Nhân dịp này, đã có 6 gia đình tiêu biểu được biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Lãnh đạo các cơ quan ban ngành đã tặng hoa chúc mừng nhân dân thôn Xuân Đồng, xã Tân Minh nhân ngày hội.